Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Tối qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc phối hợp cùng với Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội trại Sắc màu thanh niên năm 2019. Tới dự đêm hội trại có đồng chí Nguyễn Văn Chỉ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Hội trại Sắc màu thanh niên năm nay có sự tham gia của 9 đơn vị đến từ công an tỉnh và các công ty doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh. Các đội tham gia đã mang đến cho khán giả không khí vô cùng sôi động, náo nhiệt với phần trình diễn trang phục, bảo vệ môi trường với chủ đề hạn chế rác thải nhựa và túi ni lông và nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc khác. Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Qua đó, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức, đoàn hội và góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chỉ cùng lãnh đạo một số sở ban ngành đã đến tham quan, chúc mừng đoàn viên thanh niên tại các gian trại. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, đoàn viên thanh niên trong các công ty tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, bản lĩnh, cùng đoàn kết, phấn đấu đạt nhiều thành tựu trong sản xuất cũng như thực hiện tốt các phong trào do đoàn hội phát động. Thưa quý vị và các bạn, Vĩnh Phúc có trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh nhân đã không ngừng sáng tạo, vươn lên trong quá trình hội nhập và phát triển, đóng góp lớn cho sự phát triển của Vĩnh Phúc. Nhân ngày doanh nhân Việt Nam, chúng tôi xin gửi lời tôn vinh tới những doanh nhân, những người mà Bác Hồ gọi là những người lính thời bình. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại cơ khí và xây dựng Đức Phát đóng trên địa bàn huyện Bình Xuyên là doanh nghiệp khá năng động và tiêu biểu của Hội Doanh nghiệp trẻ Vĩnh Phúc. Ông Đỗ Mạnh Cường, chủ doanh nghiệp đã bắt đầu thực hiện ý tưởng thành lập doanh nghiệp vào năm 2005. Khi ấy, việc xây dựng nhà xưởng sản xuất bằng những mảnh ghép từ thép còn khá mới đối với Vĩnh Phúc. Bởi thói quen xây dựng những ngôi nhà bằng gạch lúc đó đang là xu thế, nên việc phát triển thị trường rất khó khăn. Tuy nhiên, bắt kịp với xu hướng sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường trong xây dựng, tạo ra hiệu quả cho doanh nghiệp bằng việc giảm 70% thời gian thi công và 15% chi phí xây dựng nhà xưởng khi xây dựng kết cấu bằng thép và độ bền cũng lên tới vài chục năm. Điều đó đã thuyết phục được những chủ doanh nghiệp khác xây dựng doanh nghiệp bằng hình thức này. 5 năm chờ đợi đây, thứ nhất là cũng nhờ cái sự thu hút vốn đầu tư của nước ngoài vào tỉnh rất là nhiều, nên cũng tạo ra những cái công ăn việc làm cho doanh nghiệp chúng tôi. Nhờ đó mà 5 năm trở lại đây chúng tôi phát triển rất là nhanh so với cái thời điểm mà 9 năm đầu tiên chúng tôi phát triển. Chúng tôi cũng rất là may mắn là khi doanh nghiệp chúng tôi đủ năng lực, nó cũng cùng với cái sự phát triển của tỉnh nhà. Đấy là cái nhu cầu của cái sản phẩm mà về nhà kết cấu thép phục vụ cho các cái dự án của nước ngoài là cũng phát triển rất là nhiều, nên là chúng tôi cũng có được nhiều công ăn việc làm cho người lao động ở đây và doanh nghiệp chúng tôi từ đó mà phát triển hơn. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, doanh nghiệp Đức Phát đã ứng dụng những phần mềm tiên tiến để áp dụng trong thiết kế và thi công các công trình, giúp cho độ chính xác tuyệt đối, giảm chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động. Với khối lượng khoảng 30 công trình dự án mỗi năm, doanh nghiệp đã tạo việc làm ổn định cho hơn 130 công nhân. Hàng năm, doanh nghiệp này nộp ngân sách hàng tỷ đồng và cùng với các thành viên của Hội Doanh nghiệp trẻ thực hiện nhiều hoạt động vì an sinh xã hội. Doanh nghiệp Đức Phát là một ví dụ cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp đang nỗ lực vươn mình để khẳng định vị thế trên thị trường. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, bên cạnh nhiều doanh nghiệp bị giải thể, ngừng hoạt động, vẫn còn nhiều doanh nghiệp chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn về vốn, đầu ra cho sản phẩm, duy trì hoạt động có hiệu quả, đảm bảo việc làm cho người lao động, tích cực đóng góp cho đất nước. Đối với Vĩnh Phúc, cộng đồng doanh nghiệp đang đóng góp khoảng 80-85% tổng thu ngân sách hàng năm của Vĩnh Phúc, giải quyết việc làm cho hơn 40 vạn lao động, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chúng tôi mong rằng với cái truyền thống của mình, các doanh nghiệp, doanh nhân Vĩnh Phúc sẽ mạnh mẽ hơn nữa, vững vàng hơn nữa, chèo lái con thuyền doanh nghiệp của các quý vị, vượt qua những khó khăn vướng mắc, vượt qua những rào cản để vươn ra biển lớn, đủ sức cạnh tranh trong cái cuộc cạnh tranh khốc liệt của thương trường ngày hôm nay, cùng chính quyền và nhân dân trong tỉnh đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những cái tỉnh phát triển đúng như lời Bác Hồ đã nói. Bác Hồ nói doanh nghiệp là những người lính thời bình.
trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền độc lập của nước nhà, thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Việc nước, việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà công thương thịnh vượng. Đó cũng chính là lời can dặn, là nhiệm vụ mà Bác Hồ đã đặt ra cho các doanh nhân Việt Nam. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 1945, 13 tháng 10 năm 2019. Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh tổ chức gặp mặt các hội viên và tổ chức giải thể thao Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019. Năm 2019, Hội Doanh nghiệp Trẻ đã chủ động kiện toàn, củng cố tổ chức hoạt động của hội theo hướng chuyên nghiệp. Hội đã tăng cường công tác khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các khó khăn vướng mắc của các hội thành viên. Từ đó tham mưu kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành chức năng có giải pháp giải quyết hỗ trợ. Cùng với đó, hội đã đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, giúp các doanh nghiệp hội viên phát triển bền vững. Cũng nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp Trẻ đã tổ chức giải thể thao Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019. Đây là dịp cổ vũ người lao động trong các doanh nghiệp tích cực luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Qua đây để các hội viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, xúc tiến thương mại, góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, cùng nhau phấn đấu vì sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bộ Chính trị đã ban hành quyết định số 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền áp dụng đối với tổ chức cá nhân có liên quan trong công tác cán bộ. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao việc ban hành quyết định này là cần thiết và đúng thời điểm chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Quy định 205 của Bộ Chính trị gồm 4 chương 15 điều nêu rõ các cơ chế kiểm soát quyền lực, nhận diện 6 hành vi chạy chức chạy quyền, 8 hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, cũng như quy định trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong chống chạy chức chạy quyền. Trong thời điểm cấp ủy các cấp triển khai chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thì việc Bộ Chính trị ban hành quy định 205 càng thiết thực đối với công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới, đảm bảo cho việc lựa chọn được người đủ phẩm chất, năng lực và uy tín vào bộ máy lãnh đạo. Chính Đảng ta bây giờ thực hiện lời dạy của Bác, đang lấy ý kiến rộng rãi của toàn Đảng, toàn dân trong cái câu chuyện thiết kế dàn cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng sắp tới đây, cũng như là các địa phương, các cơ sở cũng vậy. Phải đức và tài, đức phải thực đức mà tài phải thực tài, cho nên phải chống bằng được những cái bất minh bất chính. Biểu hiện rõ nhất là tình trạng chạy chức, chạy danh, chạy quyền, chạy lợi. Những cái điều đó nó xa lạ với phẩm chất của cái cách mạng, mà chỉ có thể làm được nếu như ta dựa sực vào cái sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy, của từng tổ chức đảng, và luôn luôn liên hệ mật thiết với dân để dân cung cấp thông tin chính xác nhất cho chúng ta về tài đức của từng cán bộ. Quy định 205 đề cập đến các hành vi chạy chức chạy quyền như tiếp cận, thiết lập quan hệ, hối lộ, mua chuộc người có trách nhiệm, chức vụ quyền hạn hoặc người có liên quan nhằm mục đích có được vị trí, chức vụ quyền lợi. Tranh thủ mọi lúc mọi nơi, nhất là các dịp lễ Tết, sinh nhật và các cơ hội khác, sử dụng danh nghĩa tình cảm cá nhân hoặc danh nghĩa tổ chức, cơ quan, đơn vị cá nhân khác để tặng quà, tiền, bất động sản, sắp xếp các hoạt động vui chơi giải trí cho cán bộ lãnh đạo, người có thẩm quyền hoặc người có liên quan nhằm mục đích được sự ủng hộ, tín nhiệm, được vị trí, chức vụ, quyền lợi. Lợi dụng các mối quan hệ thân quen hoặc sử dụng lợi thế, vị trí công tác, uy tín của người khác để tác động, tranh thủ, gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu bổ nhiệm mình hoặc người khác vào vị trí chức vụ theo ý đồ cá nhân hoặc một nhóm người. Lợi dụng việc nắm được thông tin nội bộ hoặc thông tin bất lợi của tổ chức cá nhân để đặt điều kiện, gây sức ép đối với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, đề cử, bổ nhiệm mình. Sử dụng các hành vi tiêu cực khác nhằm có được vị trí chức vụ quyền lợi. Dùng lý lịch, xuất thân gia đình, thành tích công tác của bản thân để mặc cả, đặt điều kiện, đòi hỏi vô lý đối với tổ chức cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm nhằm có được vị trí, chức vụ, quyền lợi mình mong muốn. Sử dụng các hành vi không chính đáng khác để có được vị trí, chức vụ, quyền lợi mong muốn. Tôi thấy hiện tại đưa ra 6 cái điều chống chạy chức chạy quyền rất phù hợp, vì sắp tới
Đảng ta sẽ có đại hội từ cơ sở cho đến trung ương. Mà chống giải chức giải quyền bây giờ là chống trước mắt là những cái thế hệ sắp được đề bạt làm nhiệm vụ đó. Là cái thế hệ đó là phải chống một cách triệt để. Hoặc là những người hiện nay đang làm chức cấp thấp hơn mà muốn lên cấp cao thì mình cũng triệt đối chống những cái tư tưởng đó. Đây cũng là những cái công việc rất cần và chuẩn bị thật tốt thì Đại hội 13 sẽ đạt được cái mục đích mà Bộ Chính trị Trung ương quan tâm để có một bộ máy đủ tâm, đủ tầm để lãnh đạo Đảng, lãnh đạo đất nước và phục vụ tận tâm tận lực với nhân dân. Quy định 205 của Bộ Chính trị được ban hành thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng để ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm trong công tác cán bộ. Song để quy định 205 phát huy đầy đủ hiệu quả, cần thực hiện đồng thời với trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ quan điểm kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc luôn chú trọng đến công tác kiểm tra giám sát của Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, đưa công tác kiểm tra từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm trọng điểm, đảm bảo tính nghiêm minh. Với vai trò chức năng được giao, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Lạc đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra giám sát cụ thể. Huyện ủy hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ, đồng thời củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, chúng tôi đã quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở. Và các đồng chí được phân công nhiệm vụ là đều đúng với cơ cấu và đủ phẩm chất đạo đức. Còn năng lực thì sau khi thực hiện thì chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn, bổ sung và thay thế kịp thời đối với đồng chí mà có năng lực hạn chế. Thế và nhất là trong cái dịp mà thực hiện đề án 01 tỉnh ủy thì một số đồng chí ủy viên và kiểm tra thì sẽ nghỉ cái việc cán bộ chuyên trách. Những đồng chí nào mà có tâm huyết, yêu nghề thì chúng tôi sẽ động viên đồng chí tham gia. Thế và đồng chí có nguyện vọng chuyển hoặc nghỉ công tác thì chúng tôi cũng bố trí những công việc thích hợp với đồng chí. Công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn huyện Yên Lạc đã từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm trọng điểm. Trong 9 tháng năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Lạc đã thi hành kỷ luật 11 đảng viên. Các cuộc kiểm tra giám sát đều được tiến hành theo đúng trình tự thủ tục, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Sự việc kiểm tra được đoàn kiểm tra kết luận đúng sai rõ ràng, đảm bảo chính xác, khách quan, công tâm. Những sai phạm được chỉ rõ, hạn chế, yếu kém được nhắc nhở, khắc phục kịp thời. Trước những diễn biến phức tạp khó lường của bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong lúc chờ có vaccine phòng bệnh, biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay là người chăn nuôi phải áp dụng nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn trước dịch tả lợn châu Phi cũng như các bệnh truyền nhiễm khác. Trang trại chăn nuôi lợn của gia đình ông Nguyễn Minh Hải, xã Đồng Tĩnh là một trong những trang trại chăn nuôi có quy mô lớn, hiện đại nhất huyện Tam Dương. Trong lúc bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, gia đình ông luôn theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh và thực hiện nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn. Như trước khi vào chuồng nuôi lợn đều phải tắm, thay quần áo, đi ủng bảo hộ và được khử trùng tiêu độc, đi qua hố nước sát trùng. Với mọi phương tiện, dụng cụ chăn nuôi khi đưa vào khu chăn nuôi lợn được vệ sinh sạch sẽ và phun khử trùng tiêu độc 2 lần ở 2 điểm cách nhau hơn 100 mét. Gia đình này luôn luôn phòng tránh từ xa, một là tất cả những khi vào chuồng trại là đều phải khử trùng sạch sẽ và thường xuyên kiểm tra đàn lợn này, thường xuyên kiểm tra công nhân ra vào trong trang trại này và thuốc sát trùng phải đầy đủ này, vôi ve phải đầy đủ, tất cả mọi cái là gia đình luôn luôn chú trọng và để ý đến từng ngày từng giờ của đàn lợn. Nhiều hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học. Tính đến ngày 10 tháng 9 năm 2019, toàn tỉnh có 10 xã thị trấn chưa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. 27 xã phường công bố hết dịch. Biện pháp thiết thực nhất để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi là buộc phải chăn nuôi an toàn sinh học ở tất cả các trại nuôi, cho lợn ăn chín uống sôi. Bên cạnh đó, người chăn nuôi thực hiện tốt 5 không: không mua bán lợn bị bệnh, không ăn tiết canh, thịt lợn bị bệnh, không giấu dịch, không vứt xác lợn chết ra môi trường xung quanh, không vận chuyển, giết mổ lợn bị bệnh. Khi phát hiện lợn ốm, chết, nghi mắc bệnh, cần khai báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chăn nuôi và thú y
để có biện pháp xử lý kịp thời. Để cái công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đạt cái hiệu quả cao nhất thì người chăn nuôi cần áp dụng đồng bộ tất cả các cái biện pháp kỹ thuật từ vệ sinh khử trùng tiêu độc, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, dụng cụ vận chuyển ra vào cái khu vực chăn nuôi và phải tuân thủ cái nguyên tắc tức là sử dụng thức ăn nước uống theo cái nguyên tắc tức là cho ăn chín uống sôi để cái công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đạt hiệu quả cao nhất. Với tổng đàn lợn hiện có trên địa bàn tỉnh hơn 140.000 con, việc phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi thời gian tới là hết sức quan trọng. Hiện tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của tỉnh về phòng chống dịch. Tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý ổ dịch ngay từ khi mới xuất hiện nhằm khoanh vùng, tiêu diệt nhanh virus tồn tại, lưu hành trong trang trại bằng thuốc khử trùng theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Kiểm soát chặt việc vận chuyển, kinh doanh, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn trên thị trường, bảo đảm rõ nguồn gốc xuất xứ, an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng dẫn người chăn nuôi xây dựng các cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học, chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh, áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh phòng bệnh và sử dụng chế phẩm sinh học theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tiếp tục thống kê lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy chính xác, hỗ trợ đúng đối tượng theo quy định, không lơ là chủ quan, nhất là đối với các xã chưa có dịch. Các xã có dịch nhưng đã qua 30 ngày chưa phát sinh ổ dịch mới và các xã đã công bố hết dịch. Việc nâng hạn mức cho vay và thời hạn cho vay lên 100 triệu đồng trong vòng 10 năm được coi là điều kiện cần và đủ để hộ nghèo khi vay vốn đầu tư mới có thể hoàn vốn và sinh lời. Gia đình ông Lê Xuân Được vốn là một hộ nghèo ở thôn Đoàn Kết, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô. Trước đây do hoàn cảnh đông con, vợ ông lại thường xuyên đau yếu nên gia đình ông luôn lâm vào cảnh khó khăn túng thiếu. Sau khi được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sông Lô cho vay 70 triệu đồng, ông Được đã mua bò về nuôi vợ béo. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi nên cuộc sống gia đình ông đang dần ổn định. Tôi vay Ngân hàng Chính sách, tôi vay 70 triệu. Tôi cậu 2 cặp bò về để cho vợ thì nó yếu, để cho vợ con tăng gia sản xuất lên cho có thu nhập một tí, cho vợ con đỡ vất. Thực hiện quyết định của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay, từ tháng 3 năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 1.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn bổ sung tối đa 100 triệu đồng để phát triển sản xuất. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2019, thì Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội đã quyết định nâng mức cho vay tối đa từ 50 triệu lên 100 triệu đồng và nâng thời hạn cho vay từ 60 tháng lên 120 tháng, tương đương với 10 năm. Đấy, và hộ vay không phải bảo đảm tiền vay. Qua cái việc triển khai cái chính sách này thì người dân là rất là phấn khởi, hồ hởi vì tiếp cận được cái nguồn vốn đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất kinh doanh của mình. Cùng với việc nâng hạn gấp đôi hạn mức và thời gian cho vay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang triển khai việc giảm các thủ tục và điều kiện cho vay, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khi có nhu cầu vay vốn. Các điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội được bố trí tới tận từng xã để kịp thời giải quyết nhu cầu vốn cho từng hộ gia đình ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đã phản ánh rất nhiều lần về tình trạng bãi tập kết rác của thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân sống gần khu vực bãi rác bị ảnh hưởng. Nhưng năm tháng trôi qua, bãi rác vẫn cứ tồn tại với khối lượng rác ngày càng lớn hơn. Đây là những hình ảnh mà phóng viên chúng tôi ghi nhận được tại khu vực tập kết rác thải của thị trấn Lập Thạch. Khói nghi ngút, trắng trời, kèm theo đó là mùi khét của các loại rác thải nhựa, cao su, khiến nhiều người dân đi qua khu vực này cảm thấy rất khó chịu. Điều đáng nói, bãi rác này lại nằm ngay sau trung tâm y tế huyện Lập Thạch, nơi mà hàng ngày có hàng trăm người dân đến khám và điều trị bệnh. Chúng tôi thấy đi qua bãi rác thải này nhiều lúc nó bốc mùi hôi thối. Trước thực trạng rác tại bãi tập kết rác thải của thị trấn Lập Thạch đốt cháy khói nghi ngút, phóng viên thời sự đã làm việc với chính quyền thị trấn Lập Thạch và Hợp tác xã Dịch vụ và Môi trường Lập Thạch để tìm hiểu về công tác quản lý và quy trình xử lý rác thải tại đây. Về quan điểm tôi nói thẳng là cán bộ xã viên tôi không đốt. Mặc như tôi nói là cái việc này là
là có một số cá nhân là đến thường hàng ngày đến chọn bới rác ở đây. Nếu như mà các đồng chí mà không rõ thì có thể những lần sau tiếp tục để ý. Thế và cái việc mà nó cháy thì như chúng ta biết là cháy cái bãi rác mà khi chúng tôi chưa san ủi thì lượng rác này trong trời nắng hay này rất khô mà chỉ cần một tàn lửa có thể cháy hết. Sau khi xem cái clip thì tôi cũng thấy rất đáng tiếc là sự việc nó xảy ra vào một hai ngày đầu tuần vừa rồi. Thế thì chúng tôi cũng đã kiểm tra để đồng thời là làm việc với hợp tác xã và thấy rằng đây là một cái sự việc mà theo quy trình xử lý thu gom xử lý rác thải thì hoàn toàn là sai. Thu gom và xử lý rác thải là để giải quyết vấn đề môi trường. Nhưng vô hình chung, bãi tập kết rác thải của thị trấn Lập Thạch đang gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường nơi đây. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.